Chú Tấn phát biểu. Thấy là cái ý kiến đó, ý kiến của đô đốc thì rất đúng và rất là chuyên môn. Thế và ý kiến của ông Đôn thì tôi cũng thấy rằng nó cũng rất là đáp ứng cái vấn đề thực tế và cấp bách. Thì do đó chúng tôi xin dung hòa hai cái ý kiến đó như thế này. Là chúng ta làm thế nào để mà chúng ta có được một số tài liệu căn bản và có cái phương pháp nào để mà chúng ta đi huấn luyện để mà đáp ứng được một cái nhu cầu cấp bách là chúng ta có một cái những cái cán bộ trung cấp. Cái cán bộ mà anh Lĩnh gọi là cán bộ trụ đó, thì tôi cũng rất đồng ý là cái đối tượng của huấn luyện đó là cán bộ trụ, hay là mình gọi một danh từ khác là chúng ta cần cái đối tượng đó là huấn luyện những cán bộ trung cấp. Thế còn cao cấp là khác, thế còn sơ cấp là khác. Nhưng mà bây giờ cái đối tượng cần nhất là bây giờ chúng ta cần huấn luyện những cán bộ trung cấp, đó là đối tượng. Thế về chúng ta đã có cái đối tượng rồi, thì bây giờ cái vấn đề tài liệu thì chúng tôi xin đề nghị là chúng ta chia ra làm năm, đặt trọng tâm vào năm cái trọng điểm như sau. Thứ nhất đó là một cái người cán bộ ở cho đại biểu ở bên chính phủ, hay là một cái người mà ở bên liên đảng, thì cũng cần phải biết cái cương lĩnh và cái tuyên ngôn hay là những cái văn kiện căn bản của chính phủ, của đảng, của liên đảng. Vậy thì cái trọng điểm thứ nhất là bắt buộc cái người cán bộ đó cần phải hiểu, đó là cái cương lĩnh, tuyên ngôn và những cái văn kiện nào căn bản nhất của chính phủ và liên đảng. Đó là cái trọng điểm thứ nhất. Cái trọng điểm thứ hai là phải hiểu về vai trò và chức năng của mình. Mình không ở cái địa vị rất là tối cao, nhưng mà mình cũng không phải ở cái địa vị thấp, mà bây giờ mình là đại biểu. Thì nhiệm vụ của ông đại biểu là gì? Chức năng của ông là cái gì? Đó. Vai trò của ông làm sao? Ông mới phải hiểu. Đó là cái trọng điểm thứ hai. Bây giờ cái trọng điểm thứ ba là vấn đề chuyên môn. Chúng ta thấy là có những cái chuyên môn như là một cái ông đại biểu có nhiều khi ông có rất nhiều ý, nhưng ông không diễn tả được vì ông không quen thôi chứ không phải gì hết. Vậy thì cái vấn đề cái nghệ thuật gọi là nghệ thuật nói trước công chúng, đó là một cái vấn đề thuộc về chuyên môn cần phải hiểu, cần phải biết. Hai nữa là khi mà một ông đại biểu mà có thể ở một cái tiểu bang hay là miền Bắc Cali chẳng hạn, một cái ông đại biểu ở miền Bắc Cali, ông có thể là có được 30 người thành phần ở trong cái hội đồng đại biểu đó, có 30 anh em. Thế mà như trong một ông là chủ tọa của cái buổi họp đó mà có hai cái ý kiến nó chỉ khác nhau thôi, nhưng mà ông không biết dung hòa được, thì cái vai trò đại biểu như thế là chưa đóng đúng mức. Là vì có hai ý kiến nó chỉ khác biệt nhau, nếu mình biết dung hòa thì nó đi tới đoàn kết, mà nếu không biết dung hòa thì nó có thể là break ra làm hai. Vậy thì cái vấn đề ngoài cái nghệ thuật nói trước công chúng thì cái ít ra cái ông đó phải biết cái vai trò điều hợp. Ông lại biết chủ tọa một cái buổi họp là nghe được ý kiến của đủ tất cả mọi người, xong là biết tổng kết và đưa ra cái ý kiến quyết định của mình, hỏi ý kiến anh em bàn luận rồi đưa ý kiến của mình. Đấy cũng là một cái khả năng về chuyên môn đó. Vậy thì cái đó là cái lĩnh vực thứ nhất, là tôi xin nói lại là cần phải hiểu về cái cương lĩnh, tuyên ngôn và những cái văn kiện căn bản của chính phủ, đó là trọng điểm thứ nhất. Cái trọng điểm thứ hai là phải hiểu vai trò chức năng của cái vai trò của mình đóng là một người cán bộ chuyên môn ở khu bộ, chi bộ hay là ở bên đại biểu là như thế nào. Cái thứ ba là phải có chuyên môn về vấn đề chính trị, tức là phải biết ăn nói trước công chúng và biết chủ tọa một cái buổi họp hay là những cái gì đó, những cái chuyên môn khác, hay là về vấn đề hành chánh, những cái căn bản về hành chánh chúng ta cũng đưa vào đó. Nói chung là nói trước công chúng, chủ tọa trước buổi họp và những cái căn bản về hành chánh mình phải biết để đừng có lẫn lộn. Đó là cái lĩnh vực thứ ba. Và cái trọng điểm thứ tư là phải có một cái kiến thức rất là căn bản thôi, chứ chúng ta không đòi hỏi một cái kiến thức rất là chuyên môn, nhưng mà phải có biết căn bản về cộng sản, phải có biết căn bản về cái tình hình thế giới bây giờ, và có biết có một kiến thức rất là căn bản về vấn đề cộng đồng. Chứ nếu mà bây giờ tưởng tượng như là một ông chủ ông đại biểu
mà là những cái việc là ông nói về vấn đề cộng sản nó chật lức, ở ngoài người ta chê cười ngay, ông chẳng biết gì cộng sản cả. Thế như vậy là nó phạm đến cái uy tín của chính phủ, phải không? Đó, thế vậy thì chúng ta phải võ trang cho ông ấy về tinh thần, võ trang tinh thần là biết căn bản về cộng sản, căn bản về vấn đề nghĩa là tình hình thế giới và căn bản về cộng đồng. Đó. Và cái lĩnh vực thứ năm mà tôi cho là cái lĩnh vực rất là cần thiết bây giờ là ông phải biết cái sách lược của chính phủ trong cái giai đoạn này. Là chính phủ đã ngoài cái cương lĩnh rồi, ngoài cái tuyên ngôn rồi, bây giờ cái đặc điểm của chính phủ là như thế nào? Và bây giờ trong cái giai đoạn hiện thời này, chính phủ đang tiến hành mấy cái sách lược nào, mấy cái kế hoạch nào, ông phải nắm rất là vững. Đấy, thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng về cái tài liệu thì hiện bây giờ chúng ta đưa ra năm cái trọng điểm đó để mà soạn thảo. Thí dụ như là những vị nào mà có về vấn đề chẳng hạn hiểu biết về vấn đề cộng sản như giáo sư Ngô Trọng Anh chẳng hạn, thì người viết làm sao mà viết trong một vài trang mà người ta nắm được cái chủ nghĩa cộng sản đó. Thí dụ như thế, những cái tài liệu đó người có thể viết. Thế rồi những vị nào cần thì có khả năng viết về vấn đề lịch sử, về vấn đề địa lý Việt Nam, để cho một cái ông cán bộ trung cấp đó ông ấy hiểu là mình tự hào là người Việt Nam thì mình tự hào ở điểm nào. Đó, thí dụ như giáo sư Cao Thế Dung viết là cả một cuốn sách dày tự hào người Việt Nam, thì bây giờ nghĩa là giáo sư tóm lược ra từ một cái cuốn sách đó ở một trong hai trang thôi, thế mà người ta nắm được cái hai trang đó, người ta biết người ta tự hào là người Việt Nam. Đó, thí dụ như thế, thì đấy là những cái vấn đề đó chúng ta có thể chia nhau ra viết. Thế rồi những người nào mà chuyên môn viết về cái vấn đề mà khai thác về cái cương lĩnh và cái tuyên ngôn của mình, và làm thế nào để nói tóm lại để cho một cái người cán bộ trung cấp người ta dễ nắm vững và người ta hiểu, thì người ta khai thác về cái tuyên ngôn cương lĩnh. Người nào viết về cái sách lược thì bây giờ mình cũng lại tóm lược những cái sách lược gì mà chính phủ đã đồng ý mình đấy, thì đó là năm cái trọng điểm tài liệu, thì chúng tôi xin đề nghị như thế. Thế còn sau này như là ông Tổng Tư lệnh đề nghị là nó có tính cách là sau này chúng ta phải in ấn thành những tài liệu đầy đủ, cán bộ sơ cấp như thế nào, cán bộ trung cấp như thế nào, cán bộ lãnh đạo như thế nào, thì cái điều này tôi nghĩ rằng cái việc này chúng ta vẫn phải tiến hành, nhưng mà cái chuyện này dài hạn hơn. Thế còn ngay bây giờ thì chúng ta chỉ cần 5 cái lĩnh vực này là có thể đáp ứng ngay cái nhu cầu. Thì đó là vấn đề tài liệu. Thế rồi cái vấn đề ý kiến thứ ba của chúng tôi đó là về vấn đề mà đi mà huấn luyện đó, thì chúng tôi thấy là có mấy cái phương pháp như thế này. Trong cái 5 lĩnh vực này đó, có những cái lĩnh vực mà chúng ta cái tài liệu có thể tài liệu chết mà chúng ta có thể huấn luyện hàm thụ được, tức là ta gửi đi để cho các vị ở xa đọc cái đó rồi gửi về, và ta có thể thi test cái vấn đề đó theo kiểu hàm thụ, không mất thì giờ. Có những cái lĩnh vực, có những tài liệu gửi hàm thụ được, thế nhưng mà có những tài liệu mà chúng ta phải lưu động đến tận nơi để mà huấn luyện thì mới có kết quả. Mà chúng ta đi huấn luyện còn là đi để học nhá, chứ không phải là quan niệm là chúng ta đi huấn luyện là để dạy người ta đâu. Đi huấn luyện còn là đến cách chúng ta trao đổi theo hai chiều, từ trên xuống và từ dưới lên. Ta đến nhưng mà ta còn nghe ở địa phương người ta có những vấn đề rắc rối ở địa phương, người ta gặp như thế nào và người ta giải quyết vấn đề như thế nào. Có cái ở địa phương người ta giải quyết rất hay thì chính cái người huấn luyện đó đi phải học cái đó về nhà để nói lại với anh em. Thế thành ra người huấn luyện vừa đi và lại vừa học. Và chúng ta có đi như thế chúng ta mới đem được cái niềm tin ở nơi đó. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ ngồi ở đây để tạo một cái trường ở đây huấn luyện đó, thì hiện nay là chúng ta chưa có đủ trường ốc để mà huấn luyện. Thế rồi chúng ta lại chưa có cái môi trường để mà đưa những người ta đi về đây, chẳng hạn như là cán bộ đó đi về đây một tuần để huấn luyện thì là công ăn việc làm người ta rất là trở ngại. Thế chi bằng đó là chúng ta đến địa phương đó, nhưng mà bây giờ đến địa phương thì chúng tôi không thể nào mà đi hết tất cả. Chúng ta tôi nghĩ là không thể nào mà đi hết tất cả bao nhiêu cái khu bộ, bao nhiêu đại biểu. Nhưng mà tôi xin đề nghị là thí dụ như là vị đặc trách về vấn đề là hải ngoại, ông Thức chẳng hạn, ông sẽ nghiên cứu rằng là bây giờ ở trong cái đất Mỹ thôi thì có bao nhiêu cái tiểu bang mà đông dân nhất và bao nhiêu cái tiểu bang mà chúng ta có những đại biểu, mà thì ông sẽ để cho cái nhu cầu rằng bây giờ chúng ta cần huấn luyện ở 10 cái trọng điểm ở trên xứ Hoa Kỳ này, thì không phải chúng ta đi hết cả 50 cái tiểu bang hay là 50 cái thành phố hay 100 thành phố, nhưng mà chúng ta đi huấn luyện ở năm cái tụ điểm đầu tiên, rồi chúng ta có thể đi đến cái 10 cái trọng điểm ở trên nước Mỹ này. Thì tôi nghĩ rằng đấy, cái khả năng huấn luyện là như vậy, là chúng ta đến tận nơi để mà huấn luyện. Thế rồi đến cái hình thức đến huấn luyện, ở nơi huấn luyện thì chúng tôi đề nghị là chúng ta có thể áp dụng nhiều phương pháp, chứ không phải là cứ làm theo cái lối cũ là cứ lên bục để mà giảng bài, để mà thuyết trình, mà là với tính chất như là
mạn đàm. Mạn đàm cũng là một lối huấn luyện và vấn đề thảo luận với nhau, thảo luận vòng tròn với nhau, đặt một vấn đề ra, đặt một vấn đề nó có liên quan đến năm cái lĩnh vực này. Đó, năm lối cái này tài liệu gửi rồi. Thế giờ như hôm đó trực tiếp cái người huấn luyện viên đó, nghĩa là chia nhau ra, có thể phái đoàn đi 3 người, 2 người, 4 người, 5 người tùy theo cái khả năng của chúng ta. Mà nếu mà đi 5 người thì mỗi người lãnh một cái đề tài. Thế nhưng mà cái đề tài đó có thể dưới cái hình thức thảo luận, đặt vấn đề thì người ta thảo luận. Sau khi người ta thảo luận, người ta đưa ý kiến người ta, cái chỗ nào mà sai thì chúng ta bổ túc, thế còn cái chỗ nào đúng thì chúng ta học hỏi. Thì đấy là những ý kiến của chúng tôi xin đóng góp về vấn đề huấn luyện. Vâng, cảm ơn chiến hữu. Dạ, giáo sư có thể phát biểu sau đô đốc được không ạ? Đô đốc đưa tay vừa nãy. Dạ, vâng. Vâng, xin mời đô đốc ạ. Dạ. Thưa quý chiến hữu, những điều tôi trình bày ra đây là để tôi dung hòa lại những cái ý kiến của ông Tổng Tư lệnh, của giáo sư Nghiêm Phú Phát và của ông Chu Tấn. Dĩ nhiên hồi nãy tôi có nói là trước khi mà chúng ta bước vào vấn đề huấn luyện, chúng ta phải biết cái mục tiêu của chúng ta, tức là cái đối tượng đó. Ví dụ tôi cho một thí dụ rất là rõ ràng. Bây giờ mình huấn luyện đại biểu chính phủ. Đó, bây giờ mình đào tạo đại biểu chính phủ. Bởi vì mình nói bây giờ cái số đại biểu chính phủ của mình họ không có đồng đều. Người thì biết nhiều, người thì biết ít, người thì biết sai, người biết đúng. Bây giờ mình muốn họ giống như nhau hết, họ hành động một đường lối hết, một cách, một phương thức hết, thì bây giờ mình đi huấn luyện đại biểu. Một khi mà mình làm được cái đó rồi đó, thì bây giờ cái phương pháp huấn luyện đó, hồi nãy thì tôi nói là những cái điều mà chính ông Chu Tấn nói nó sách vở quá đi. Nhưng mà thực tế bây giờ đó, trong cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ, chúng ta không có những cái, tạo ra những cái phòng huấn luyện, những cái phòng ốc đầy đủ và có trợ quân cụ, có đủ thứ hết. Mà cái cách huấn luyện chúng ta nó có tính cách như giả chiến vậy đó. Mà trong quân đội chúng tôi gọi là giả chiến đó. Tới đâu thì có phương tiện gì, xài phương tiện đó. Nhưng mà để làm vậy, cái đó cho nó được chu đáo đó, thì bây giờ mình phải chia ra. Chẳng hạn cái Hoa Kỳ này thành mấy khu. Mà nên nhớ rằng huấn luyện cho được hữu hiệu đó, thì cái số khóa sinh không nên cao hơn 20 người. Thì một cái lớp như vậy mình mới là bao hàm hết được, mình mới theo dõi từng người một, mình mới huấn luyện được những người một. Như vậy thì mình chia những khu, mỗi khu đó, thì cái toán huấn luyện đi đến cái khu đó, các đại biểu chính phủ về một tập trung một địa điểm nào đó để mà được nhận sự huấn luyện đó. Bây giờ cái vấn đề giáo sư Nghiêm Phú Phát có nêu ra đó là gửi tài liệu huấn luyện cho họ học trước, họ đọc trước, và đó là một cái chỉ thị của Trung ương các anh phải học Bộ Nội vụ phải nói rằng mấy anh phải học, mấy anh không học đó, khi mà người ta đến huấn luyện các anh, người ta người ta test anh, mấy anh nghĩa là chừng đó mà mấy anh không có những cái điểm tốt là các anh rơi lại đó. Phải học, phải ép người ta học trước đó. Thì bây giờ những cái điều đó, những cái tài liệu huấn luyện đó, bây giờ tôi nói qua cái tài liệu huấn luyện đó, nó có thể có nhiều hình thức. Mà những cái tài liệu huấn luyện đó có thể chính ông huấn luyện viên sẽ dùng đó để mà huấn luyện trực tiếp ngay chỗ đó. Có thể đó là những cái trợ huấn cụ để mà các khóa sinh tương lai đó, họ đọc trước, họ tham khảo trước, họ học trước, họ tự học trước. Thành ra có một cách rất là hay mà chúng ta có thể làm được là nếu tôi trở lại cái vấn đề huấn luyện các đại biểu chính phủ. Bây giờ cái mục tiêu huấn luyện, cái phương thức huấn luyện chúng ta đó, thì chúng ta huấn luyện cho được, đào tạo cho được môn đại biểu chính phủ có đầy đủ kiến thức, đầy đủ khả năng để mà thi hành cái nhiệm vụ của ông. Thì bây giờ trong cái vấn đề đó có hai vấn đề. Trong cái việc đó có hai vấn đề. Một là vấn đề điều hành, phải chỉ cho người ta cái cách phải điều hành như thế nào, phải làm sao, phải đối phó cách gì đó về điều hành. Một cái thứ hai nữa là về cái kiến thức chính trị. Thì bây giờ cái phương thức điều hành đó
bộ nào liên hệ đến đại biểu chính phủ. Bây giờ thì tôi thấy là ông tổng trưởng nội vụ rồi, ông phải viết ra, ông thảo ra những cái cẩm nang mà hồi nãy chính chứ tổng tư lệnh có nêu lên, mà tôi cũng đã nghĩ rằng tôi sẽ nêu vấn đề ra những cái cẩm nang thật là chính xác để mà gửi tới toàn thể các đại biểu chính phủ trên khắp thế giới để mà theo dõi học cái đó, chứ không phải là để mà đem về cất tủ, học thuộc lòng những cái cẩm nang đó về cái cách điều hành. Rồi bây giờ về vấn đề kiến thức chính trị thì cái này nó rộng rãi, nó mênh mông quá. Thì bây giờ có những cái tài liệu mà chúng ta có thể, những vị nào chuyên môn về vấn đề đánh cộng sản phải đánh thế nào, về tâm lý chiến thì thế nào, về gì đó như thế nào, thì viết ra những tài liệu cho các đại biểu chính phủ họ đọc trước, họ học. Giả lại cho đến ngày nay thì chính phủ cách mạng Việt Nam tự do cũng đã có một số tài liệu rất là quan trọng, tài liệu căn bản là rất quý giá, như là cái hiến chương chẳng hạn, nhưng là những cái huấn thị điều hành gì đó chẳng hạn của chính phủ chẳng hạn, thì các đại biểu chính phủ bắt buộc phải thuộc cái đó. Hiến chương nói cái gì, lập trường chính phủ như thế nào, đường lối như thế nào, rồi trong đó có nói hết, thì các đại biểu chính phủ khóa sinh phải học trước, học học, rồi mình cho người ta một thời gian chẳng hạn 3 tháng hay nhiêu đó, thì cái toán huấn luyện đi đến nơi, tất cả 20 người đại biểu chính phủ đó gom lại một địa điểm, rồi cái toán huấn luyện đó mới là dợt lại họ những để coi coi cái vấn đề họ học như thế nào là một, hai nữa là coi họ có nêu ra những cái gì mà mới mẻ hơn không, ba nữa là để cho nhắc lại cho họ những cái điều mà họ cần phải biết đó. Khi mà xong 1 ngày 2 ngày đó thôi thì không cần nhiều, vì mình đang nghĩ rằng họ phải học để mà họ giữ được cái vị trí đó, thì mới là đưa ra cái thử thách là thi, mà thi đứng đắn, thi đàng hoàng. Thì những người nào có những cái kết quả thi mà tốt, mà đúng điều kiện thì phát bằng, những người đó là những người sẵn sàng rồi. Còn những người mà cứ về là liền vô tủ rồi nói tôi phải đi làm này làm kia rồi không có thì giờ, nói cái đó thì mình không thể mình chấp nhận được những cái đó, bởi vì mình đã cho thời gian cho họ học, học trước rồi xuống dợt lại một lần nữa để nhắc lại cho họ đó, rồi sau rồi mới thi, mà thi rồi là phát bằng cấp. Đó là những người cán bộ mà chúng ta có trong tương lai, đồng đều nhau, hiểu biết nhau. Giả lại những cái khó khăn á là hiện bây giờ chắc là Chiếc Hữu Đôn cũng đồng ý với tôi rằng các đại biểu chính phủ của chúng ta khắp thế giới không có ở được một cái mức độ bằng nhau, đều nhau đâu. Chỗ cao, chỗ thấp. Mà nếu mà họ cao hết thì mình mừng quá đi. Cái chuyện đó là tốt lắm, vì dễ cho họ hấp thụ được những gì mà chúng ta muốn cho họ biết. Còn có những người, những anh em họ phải vất vả, nhưng mà họ có cái lòng, chứ không phải không ấy đâu. Họ có lập trường, họ đàng hoàng, họ hy sinh, họ có lòng. Nhưng vì hoàn cảnh cũng khó rồi. Thành ra cái đó là các ban quản lý chúng ta chú trọng trên những cái điểm đó để mà giải quyết vấn đề. À, tôi có bao nhiêu lời để xin cúng hiến nhưng cho các quý vị được thấy. Cảm ơn. Cảm ơn Đô Đốc, và tiếp theo thì xin mời giáo sư Cao Thế Dung ạ. Và cụ Đậu cũng muốn phát biểu ạ. Tôi nói từ nãy giờ từ trước khi phải lao. Dạ xin lỗi cụ, vậy để sau giáo sư rồi mời cụ. Lấy phép phụ chúc. Dạ không. Mình đệ phải có, mình phải đi ngay là gì ạ. Thưa nghị hữu lãnh đạo, thưa quý nghị hữu chủ tòa đoàn, đây không phải là tôi phát biểu ý kiến, nhưng mà tôi xin nói rõ về cái chương trình huấn luyện. Cách đây độ 6-7 tháng gì đó, chiến hữu lãnh đạo có nhờ tôi để viết một cái chương trình huấn luyện. Bởi vì trong tập thể thì tôi làm rất là có kỷ luật, tôi rất là tự hào, và bỏ 2 tuần. Và tôi chỉ nhớ rằng cái phần viết tay của tôi đó hình như là trên 150 trang.
Tôi viết trên căn cứ hai điểm. Thứ nhất, tôi làm nhà giáo, dạy từ đệ thất mà cho đến đệ nhị, tức là tôi có biết các trình độ đó. Thứ hai nữa là tôi làm người cán bộ trong đảng, tôi đi dự huấn luyện. Cái người đầu tiên mà huấn luyện tôi là giáo sư Phan Ngô. Rồi tôi lại đi huấn luyện cho những các đồng chí khác ở nhiều cái chương trình khác. Thứ ba, dưới cái chế độ đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa đó, tôi đã giúp đóng góp một phần trong cái chương trình huấn luyện của Cục Chính huấn một cách rất là kín đáo. Điểm thứ ba, tôi cũng đã giúp một phần trong cái chương trình huấn luyện của anh Nguyễn Bé. Từ những kinh nghiệm như thế, tôi trở vào một trung tâm văn khố ở Hoa Thịnh Tốn. Tôi đã xin lại được tất cả những cái tài liệu của Cục Chính huấn Việt Nam Cộng Hòa. Tuyệt vời, tôi nói là tuyệt vời. Không biết là ai soạn ra như vậy, hay lắm. Từ những lấy đó, rồi tôi về tôi lại vào trong thư viện Quốc hội để tôi siêu tra lại những cái công báo của Việt Nam Cộng Hòa, xem từng những nghị định, những cái sắc lệnh, vân vân. Cái phần huấn luyện tôi chia làm hai phần. Phần thứ nhất dành riêng cho liên đảng, huấn luyện từ khai hội thế nào, chủ tọa am phiên họp thế nào, phê bình thế nào, rồi lập một cái báo cáo của cấp chi bộ thế nào, rồi đến một cái cho đến ông tối cao làm một cái phúc trình đọc toàn đảng như thế nào. Nếu ta làm chi tiết phần thứ nhất về đảng. Phần thứ hai, phần chính phủ. Phần này tôi không phải nhà hành chính gì hết, nhưng tôi nghĩ rằng không phải nhà hành chính, nhưng mà cứ vào thư viện nó cũng có đủ hết. Tôi cứ vậy tôi lọc ra, tôi huấn luyện rõ từng chi tiết một. Huấn luyện từ một anh thư ký, huấn luyện từ một cái bổn phận của một anh tiếp thu một chính quyền, mà anh đó chỉ có một anh đó thôi, còn chung quanh tất cả là những người cũ. Đó, tôi đi từng chi tiết mà, từng chi tiết mà. Thế thì mình huấn luyện về cái phần chính phủ đó, nếu mà mình quên cái thực trạng của Việt Nam bây giờ đó, anh viết hay cho mấy nữa anh phải vẫn đi không dùng được. Bởi vậy tôi lại phải vào tôi siêu tra lại, xem cái hệ thống hành chính của Cộng sản bây giờ như thế nào, nó tổ chức cái quận, huyện nó như thế nào, cái xã nó như thế nào, rồi trung ương nó như thế nào, nghị quyết nó khác với lại quyết định thế nào, mình xem lại hết. Đó, bởi vì mình huấn luyện cán bộ chính quyền này để về mình làm cái chuyện đất nước, chứ không phải là mình trở về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đâu. Thế tôi làm xong hết tất cả rồi thì đưa xuống đây, thì tôi xin cảm ơn Chiến hữu Tổng cục trưởng đã rất là chu đáo, layout rất là đẹp. Tất nhiên nó cũng có nhiều cái lỗi, nhưng mình sửa lại tí không sao. Xong đó rồi tôi lên, thì tôi có nhờ cụ Hoàng Văn Minh, Mạnh Thường Quân của anh em chúng tôi, cụ Siroc ra rất nhiều sức thế này. Thì cụ đã đưa cho mấy vị trong quốc gia hành chính, trong đó có ông Lê Hữu Em, và để ông Lê Hữu Em ông lại xem như thế nào nữa. Trong gia đình tôi cũng có ba người ở hành chính, tôi lại đưa cho ông anh tôi với hai chú em tôi đọc lại. Thì tôi biết rằng Chiến hữu Duyệt sở trường về huấn luyện liên đảng hơn là hành chính. Thế tôi nghĩ rằng Nghĩ hữu Duyệt chắc là có đọc. Vậy thì tôi nghĩ rằng cái tài liệu đã có rồi, là trong cái phần đó tôi chia ra rất rõ là vấn đề là phải sư phạm huấn luyện. Đó, bất cứ ai đi huấn luyện cũng phải qua một khóa sư phạm huấn luyện. Đó, anh phải dạy thế nào để cho người ta hiểu từng trình độ một, anh cầm phấn thế nào, anh đứng lên bảng thế nào, đó gọi là sư phạm huấn luyện. Cái này tôi lại phải đi xem những cái training của Mỹ như thế nào. Đó, phải nói là họ cái training của Mỹ rất là hay, phương pháp rất là hay, training về chính trị đó, chứ không phải là training về quân sự cái gì cả. Thế tôi đã như vậy, tôi gửi tất cả đi, hình như là cụ Minh Siroc có đến 20 tập đó. Vâng, 20 tập đó. Thế thì bây giờ tôi đề nghị như thế này, tôi đề nghị rằng những cái tập đó tôi xin văn phòng trung ương Siroc lại. Tôi rất là thận trọng là bởi vì đây chỉ là công trình của một người mà thôi, mà làm cái gì nó phải có tập thể thì nó mới có giá trị, về sau người ta không có kêu ca gì cả. Bởi vậy cho nên cái công trình của tôi đó, tôi nghĩ đó là một công trình. Công trình là gì? Nghĩa là mất nhiều thì giờ là công trình thôi, chứ không phải là cái chuyện hay ho gì cả. Tôi rất 2 tuần lễ và vào thư viện, vào tất cả các nơi. Nhờ tôi đã hoàn tất xong như vậy thì tôi nghĩ rằng bây giờ là chỉ phát ra, rồi quý vị bổ túc lại, hiệu chính lại,
Tôi xin nói là cái chương trình của tôi chia hai phần. Huấn luyện đảng khác hẳn, huấn luyện đảng nó hoàn toàn nó khác. Và huấn luyện về chính quyền nó khác, hai cái nó không có bao giờ lẫn lộn với nhau được. Đó. Và cái huấn luyện về đảng đó khó hơn là huấn luyện về chính quyền. Thế thì nhưng mà huấn luyện gì chăng nữa đó, nếu mình không hiểu cái phần căn bản về từ, anh không hiểu gì cả. Cái từ của chính trị nó khác cái từ bên ngoài. Và nhất là tôi thấy rất là, không phải là đoàn thể của mình đâu, mà nhiều đoàn thể cũng vậy. Tôi đọc tôi thấy từ viết sai hết. Sự thật vậy. Sai là vì thế này, họ quên họ có cái từ điển tại sao không tra. Đó. Nhưng có những danh từ chính trị nó lại từ điển cũng có, nhưng mà phải thêm vào. Thành thử ra tôi đã viết cái cẩm nang và đã phát ở Biên Thủy. Tôi rất tiếc không biết tại sao cái cẩm nang nó vất đi, hủy đi hết. Đó là điều tôi rất bất mãn. Và tôi nghĩ tôi tự hào là chưa có ai viết được cái cẩm nang đâu. Tôi biết là cẩm nang là gì, định nghĩa. Bây giờ hỏi thế nào là cương lĩnh, mở ra có cương lĩnh ngay. Thế nào là sách lược, thế nào là chính lược. Thế nên cán bộ mà chưa phân biệt được thế nào là sách lược mà thế nào là chính lược thì nói cái chuyện gì. Thế nào là thủ đoạn mà thế nào là mưu thuật, thế nào là chiến lược mà thế nào là chiến thuật. Thì tất cả cẩm nang của tôi khoảng là 80 trang thì tôi cắt nghĩa ra hết. Là bởi vì nhờ tôi viết được cẩm nang cũng chẳng có tài giỏi gì cả. Là bởi vì thế này này, không có ai có thể phủ nhận được tài liệu của Trung Hoa Quốc dân Đảng huấn luyện cho đảng viên là tuyệt vời. Là tuyệt vời chứ này. Thì những danh từ của chúng ta đó là 90% là Hán Việt, Hán Nôm của Hán chứ có gì đâu. Là những cái cương lĩnh cũng vậy, rồi sách lược cũng vậy, tàu họ có cả. Thì tôi nhờ may mắn tôi quen một số anh em Trung Hoa Quốc dân Đảng, tôi bảo họ cho. Thì mất là công thôi. Tuy là tôi Hán văn thì tôi cũng sơ sơ thôi. Thì có gì thì mình tự điển. Thì có thể nói rằng cái cẩm nang đó là tôi dùng tài liệu của Trung Hoa Quốc dân Đảng và tôi chế biến vào của tôi, rồi lại xem cái cộng sản nó dùng như thế nào để mình nói về trong nước, nói để người ta nghe, người ta biết. Chứ nếu bây giờ mình chỉ dùng một cái ngôn ngữ của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta nói với nhau thôi, không ai hiểu cả. Bởi vậy cho nên cái chương trình huấn luyện đảng là một, cái chương trình huấn luyện của chính phủ là hai. Tôi phải thấm nhuần cái ngôn ngữ của họ, của trong nước bây giờ. Nếu mình nghe đó, nó rất là chói tai. Nhưng khi mình về nước, mình phải đụng cái thực tế chói tai đó. Còn nếu mà mình dùng cái ngôn ngữ ở Việt Nam Cộng Hòa, tôi đố ai hiểu hết. Đó, nó là như thế. Thành ra tôi chỉ xin yêu cầu cấp lãnh đạo và văn phòng thường trực, hãy dùng cái tài liệu của tôi phổ biến cho mọi người. Đừng có kỵ rằng cái đó là của ông Cao Huy Dung, không phải. Cái đó là một công trình của người, mà tôi chỉ là người tổng hợp và tôi viết lại. Và hơn nữa là tôi có hai ưu điểm. Tôi là người viết, tôi là người là văn sĩ, và tôi là nhà giáo nữa. Tất nhiên tôi biết phải là theo giáo khoa chứ không thể nào được. Thì trong đó tôi mỗi bài học tôi chia ra thời lượng. Có những bài học thời lượng này, xong rồi lại có phần hỏi và đáp. Đó, thì tôi chỉ cống hiến tổ chức một điều như thế này. Là quý vị bổ túc xong rồi đó, vất vả cho tôi. Đó, tôi nói rằng không phải ai trời ai cũng biết được như tôi. Trời cho mà. Quý vị có giỏi bằng nghìn lần tôi, nhưng có nhiều người rất giỏi nó không biết được. Thì tôi nó phải như cái thợ viết rồi. Rồi đi hết đi. Anh em nào muốn đi giảng mà không viết bài, gọi anh Dung, tôi ngồi tôi viết cho. Bởi vì viết sách giáo khoa nó khác mới là viết thường. Đó, viết sách trước đây chúng tôi đi dạy học, nhất là cái thời gian tôi dạy ở Tape. Không phải là anh vào mà anh nói tùm lum cả. Mỗi ngày anh phải có một cái giáo án. Mỗi bài đó anh phải soạn sẵn. Phải đưa cho ông giám học hàng tuần, ông xét cái đó. Rồi cứ thế mà dạy. Thì nhờ cái kinh nghiệm đó mà tôi cũng soạn cái huấn luyện y như thế. Và nhất là cái chương trình của Cục Chính huấn. Tôi xin ngừng. Cảm ơn giáo sư.